Quay giờ nào có đồ chay ăn. Quay nào có đồ chay ăn. Vẫn bình thường. Con ăn nhiều được tùy con. Còn màu giữa mấy cái núi chắn lại là có khi nào nó bị cạn không? Chưa không? Chưa. Nào rừng đốn hết luôn. Dạ đúng rồi. Dạ anh ơi, đây là đây. Đây đây. Ăn chay. Đường không? Ăn cái chưa. Đây ăn đầu giếng có đứa này không? Quay bạn đi. Nét biển có cái giếng này. Còn cái này xuống dưới cây chuối mọc khác biệt mấy chị đào bao nhiêu mét đào gì cũng 2 mét thôi. Thằng mà đào đủ cao này ở đây có mét là mấy à, đủ cao hả? Đây có giếng người ta sử dụng hồi xưa nè, em có còn giữ giữ lại nè. Sao cô thấy Phước ha? Ừ, Phước hả? Phước đâu? Cô ba.